Thiên Ân khóc nhòe đôi mắt trong lần đầu chia sẻ về mẹ. Lúc con thành công, tỏa sáng, lại chẳng có mẹ ở bên. Em vẫn còn nhớ lúc đó là mẹ em đi khám sức khỏe lại. Và mẹ em bị di căn, bị báo là di căn vào phổi giai đoạn cuối. Thì lúc đó em chưa được 18 và mẹ chỉ nói với em là ở nhà em tin bơ. Mẹ nói với em là bơ ơi, mẹ không biết phải làm sao để mà mẹ sống đến khi con tròn 18 tuổi, để con có thể bước vào đời, để mẹ yên tâm ra đi. Tại vì dự kiến là chỉ có 3 tháng nữa là mẹ sẽ không có con ở trên đời này nữa. Nhưng mà mẹ đã cố gắng rất nhiều ở trong bệnh viện. Em đã nhìn thấy mẹ bị dịch tràn màng phổi và mẹ không thể nằm được. Mẹ vẫn ngồi ở trên giường bệnh hàng ngày, ngủ cũng ngồi, ăn cũng ngồi, cũng không đi lại được. Và bởi vì mẹ nằm xuống thì dịch nó sẽ tràn ra, anh ấy sẽ không thở được. Nhưng mẹ vẫn cố gắng ngồi ở đó. Và anh họ của em thấy, anh họ của em mới nói là bơ ơi, mẹ của mẹ ngồi ở đó hàng ngày là đối chị muốn giữ là những cái ngày cuối cùng để ở bên cạnh mày đó bơ. Lúc đó em đã rất buồn. Em đã nghĩ rằng là giá như mà mình lớn lên thêm một chút nữa, mình có điều kiện kinh tế để lo cho mẹ, để chữa bệnh cho mẹ, thì mẹ đã không ra đi sớm như vậy. Vì lúc đó em chỉ học lớp 11 thôi và em hoàn toàn không có điều kiện để lo cho mẹ. Việc em làm duy nhất là cứ đi học và đi làm, đi học rồi đi chạy vào bệnh viện để thăm mẹ, để lo cho mẹ. Và giai đoạn đó khiến em rất là buồn. Và kể cả khi em thành công thì cái câu đầu tiên em nói với ba là con ước gì mà mẹ còn sống để mẹ chứng kiến được cái cảnh này. Thì mẹ đã không ra đi đau lòng như vậy.